Chào các bạn đã quay trở lại với tiết học của cô ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài mới. Và trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn clip sau đây ha. Rồi, đây là một cái bản nhạc cùng nhau ta thắp sáng trong cái câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên. Các bạn có thể lên trên mạng và mở xem cái bộ phim người ta dựng lại Con Rồng Cháu Tiên rất là hay ha, kể về lại cái truyền thuyết của ngày xưa đó. Vậy thì sau khi xem đoạn clip trên và những cái hiểu biết của mình, nghiên cứu của mình, tìm tòi của mình, học của mình liên quan tới văn học, thì em biết gì về hình ảnh trên? Theo em thì lịch sử loài người do ai tạo nên? Do ai tạo nên? À, có rất là nhiều quan niệm đúng không các bạn? Do Chúa tạo ra con người theo thế giới quan Duy Tâm nè, hay là Con Rồng Cháu Tiên, truyền thuyết ông bà ta cha ta kể lại đúng không? Hay là thuyết tiến hóa của Darwin, một lý thuyết làm chấn động nền tảng khoa học của thế kỷ 19, đó là loài người có họ hàng với loài vượn cổ, đúng không? Rồi, vậy qua thực tế cuộc sống và hiểu biết của mình, các em biết gì về tổ tiên của loài người? Em có tin vào câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên hay không? Theo em, con người có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ngày nay? Để tìm hiểu và trả lời những câu hỏi đó, tìm hiểu những nội dung đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay. Đó là bài số 9, Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội. Các bạn ghi bài vào cho cô ha, bài 9. Rồi, nội dung của bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung sau đây. Đó là con người là chủ thể của lịch sử, con người tự sáng tạo ra lịch sử của chính mình. Và con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Và con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội. Rồi, bây giờ có những câu hỏi được đặt ra ở đây. Bằng kiến thức lịch sử, em hãy cho biết nguồn gốc của loài người. Câu hỏi số 2, yếu tố quan trọng nhất giúp loài người xuất hiện và phát triển là gì? Câu hỏi số 3, tại sao khẳng định con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình? 3 câu hỏi để mình làm rõ nội dung của phần đầu tiên. Rồi, cô cho các bạn 1 phút để các bạn đọc lại câu hỏi ha. Đọc lại và mình sẽ suy ngẫm câu trả lời, tìm hiểu câu trả lời ha.
Rồi, vườn cổ, đây là hình ảnh vườn cổ cách đây 6 triệu năm. Sau đó biết lao động thì chuyển thành người tới cổ cách đây 4 triệu năm. Các bạn quan sát một số hình ảnh ha. Rồi, người tới cổ, công cụ lao động bằng đá tới công cụ lao động bằng đồng. Và hình ảnh đây là quá trình tiến hóa của loài người. Rồi các bạn về cho cô một mục nhỏ, con người là chủ thể của lịch sử. A nhỏ, con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình. Đấy, con người có nguồn gốc từ vườn cổ tiến hóa nên ha. Rồi, người tới cổ, người tinh khôn đã chế tạo ra những loại công cụ nào? Một câu hỏi được đặt ra ở đây. Các bạn suy nghĩ trước ha. Đó là gì các bạn? À, sử dụng công cụ bằng bằng đá đúng không? Công cụ thô sơ để săn bắt hái lượm, sống thành bầy đàn, biết sử dụng công cụ để đánh ra lửa và giữ lửa nè. Rồi, người tinh khôn lúc đầu sử dụng công cụ lao động bằng đá, sau là tiến hóa lên bằng đồng, bằng kim loại ha. Rồi, hãy chỉ ra điểm khác nhau căn bản giữa con người và con vật. Có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra và cô đặt câu hỏi tới đâu là các bạn sẽ suy nghĩ trước nha, sau đó mình cùng nhau giải đáp. Rồi, con người khác với con vật cơ bản nhất ở chỗ đó là con vật không có khả năng chế tạo ra công cụ lao động, còn con người thì có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ lao động. Rồi, các bạn đánh cho cô một cái dấu sao và ghi cái ý này vào trong tập ha.
Rồi, ví dụ có người tạo ra người thợ mộc thì biết gì các bạn? À, tạo sử dụng công cụ trong nghề của mình nè, hay là người thợ may, công cụ máy may đúng không? Hay là người nông dân thì họ biết tạo ra công cụ và biết sử dụng công cụ đó phục vụ vào trong mục đích của cuộc sống của mình ha. Rồi, việc chế tạo ra công cụ lao động có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vượn cổ thành người? Rồi, một câu hỏi được đặt ra ở đây, nó có vai trò như thế nào trong quá trình chuyển hóa vượn cổ thành người? Rồi, trả lời câu hỏi này, nếu không chế tạo ra công cụ lao động và sử dụng nó thì sẽ không có con người và lịch sử loài người, vì khi đó con người vẫn sống hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, đúng không các bạn? Rồi, các bạn có thể đánh một cái dấu sao thứ hai và ghi cho cô nội dung này ha. Nếu không chế tạo ra công cụ lao động và sử dụng nó thì sẽ không có con người và lịch sử loài người, vì khi đó con người vẫn sống hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Rồi, các bạn vào cho cô một A nhỏ nè. Con người sáng tạo ra lịch sử của mình. Rồi, ở đây có hai nội dung các bạn cần phải nhớ. Gạch đầu dòng thứ nhất, lịch sử loài người được hình thành từ khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động. Gạch đầu dòng thứ hai, nhờ biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động mà con người đã tách mình ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người, và lịch sử xã hội cũng bắt đầu. Rồi, các bạn ghi hai ý này và kẻ khung lại giúp cô ha, đóng khung lại. Rồi, tụi con ghi vào ha.
Rồi công cụ lao động không ngừng được cải tiến từ đồ đá đến đồ đồng, đến đồ sắt, máy hơi nước và đến hiện đại hơn là sử dụng người máy, robot. Rồi, để tồn tại và phát triển, con người cần phải có những điều kiện gì? Tiếp tục một câu hỏi được đặt ra nữa ha. Để tồn tại và phát triển, con người cần phải có những điều kiện gì? Để tồn tại và phát triển, con người cần phải có những điều kiện gì? Đó là cần phải được đáp ứng về các gì các bạn? Ăn, đúng không? Ở, mặc và phương tiện đi lại. Rồi, các bạn vào cho cô một B nhỏ. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Rồi, nếu đi học trên lớp, mình sẽ thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi. Nhưng vì là học online, nên mình sẽ tiến hành suy nghĩ câu hỏi và tự trả lời luôn nha. Câu thứ nhất, vì sao nói con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất của xã hội? Em hãy nêu ví dụ. Câu số 2, vì sao nói con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội? Và vẫn lấy ví dụ ha, cũng lấy ví dụ. Rồi bây giờ các bạn đọc và câu hỏi và suy nghĩ trước. Được chưa? Xong sau đó chúng mình sẽ cùng nhau giải đáp nhé. Rồi, có một cái tình huống được đặt ra ở đây, mình sẽ đi dần dần để mình giải thích được hai câu hỏi đó nhé. Tình huống thứ nhất, một nhà báo hỏi người nông dân: "Thưa bác, mùa màng năm nay sao thế ạ?" Người nông dân trả lời: "Nhờ trời năm nay được nhiều lúa." Em hiểu như thế nào về câu trả lời của người nông dân và tại sao người nông dân lại trả lời như vậy? Rồi, do suy nghĩ trước đây của người nông dân thì việc canh tác của họ sẽ phụ thuộc vào thiên nhiên. Cho nên việc được mùa là do trời cho, chứ không phải là do họ một nắng hai sương làm ra. À, tất cả đều phụ thuộc vào thiên nhiên hết. Thiên nhiên ban tặng cho hay là thiên nhiên trời cho được mùa thì được mùa, trời cho mất mùa thì mất mùa, chứ không phải là do mình lao động cần cù rồi mình tạo nên được, đúng không các bạn? Nên là mới có câu nhờ trời năm nay được được nhiều lúa. Được chưa? Đây là tình huống số nhất. Tình huống thứ hai, A đào hố trong vườn và được một cục vàng. Từ đó A sống sung sướng. Vậy của cải của A tìm thấy có phải do trời cho không? À, tình huống này nó lại ngược với cái tình huống lúc nãy một tí xíu nha. Rồi, ở đây có câu trả lời.
Có những củ cải có trong tự nhiên, bởi vì ở trong đào được hố ở trong trong vườn, nhưng A cũng phải lao gì các bạn, lao động mới có được. Tức là A phải lao động là đào hố trong vườn, làm vườn thì mới đào được cục vàng. Vậy các bạn thấy con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất như thế nào? Đó là để tồn tại và phát triển, con người phải lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất nuôi sống xã hội. Cái thứ hai, sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng chỉ có ở con người. Đó là quá trình hoạt động có mục đích, sáng tạo của con người và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Vậy để tồn tại và phát triển được thì con người cần phải lao động sản xuất, đúng không? Và tạo ra của cải đó, và của cải đó sẽ nuôi chính chính mình. Rồi, các bạn ghi cho cô hai đoạn đầu dòng. Đánh dấu sao? Con người là chủ thể sáng tạo giá trị vật chất. Hai gạch đầu dòng bật đóng khung ở cái mực màu xanh lá cây lại giúp cô ha. Rồi. Rồi, quá trình sản xuất của cải vật chất phải đảm bảo đó là xã hội tồn tại và thúc đẩy xã hội phát triển. Rồi, đây là những hình ảnh con người tham gia vào quá trình sản xuất vật chất để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bản thân ha. Một số hình ảnh sản xuất của cải vật chất trong nông nghiệp và công nghiệp. Rồi, nếu tất cả mọi người ngừng làm việc, ngừng quá trình lao động sản xuất thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là sao các bạn? À, con người và xã hội sẽ không thể tiếp tục tồn tại và phát triển, thậm chí sẽ tiêu vong. Bởi vì chỉ có lao động, bởi vì sản xuất của cải vật chất, lao động thì mới tạo ra được của cải và đáp ứng nhu cầu cho bản thân để con người có thể tồn tại và phát triển được, đúng không nào? Rồi, hôm nay chúng ta bài học chúng ta sẽ dừng lại tại đây ha. Tiếp sau chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo, đó là trong trong tạo nên các giá trị tinh thần, được chưa? Rồi các bạn về nhà xem lại bài,
và chép bài, chuẩn bị bài đầy đủ nhé. Tiết sau mình sẽ học tiếp nội dung tiếp theo. Rồi, cô chào các bạn ha.